Nhặt được chiếc chậu có hoa văn lạ ở bờ sông, chàng trai mang về trồng cây, lập tức xảy ra nhiều chuyện kỳ quái. Trong một lần đi thuyền trên sông đúng vào lúc con nước đang ròng, chàng trai đã tình cờ nhìn thấy trên bờ có hai cái chậu còn nguyên vẹn, bị ai đó vứt bỏ xuống sông. Vì có chút tiếc nuối nên thanh niên đã nhặt cả hai mang về nhà, cọ rửa sạch sẽ để làm chậu trồng cây. Sau khi xịt nước trà rửa, chàng trai càng kinh ngạc khi phát hiện hoa văn kỳ lạ bên trên hai cái chậu, vẽ nửa khuôn mặt cười và nửa khuôn mặt đang khóc. Thấy cũng đẹp nên người này quyết định mang đi để trồng cây. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận về lượt tương tác khủng. Nhưng điều khiến chàng trai hoang mang là đa số comment đều khuyên anh nên bỏ lại về chỗ cũ, vì đây không phải là chậu cây bình thường mà là hai hũ đựng tro cốt. Bởi không tự nhiên mà hai cái chậu còn nguyên, vứt cả cặp cùng một chỗ như vậy. Khả năng cao đây là hai hũ tro cốt của hai người xấu số, không may phải nằm lại dưới sông, được người thân mang về hỏa táng, rồi gửi lại chút tro tàn về lại dòng sông lạnh. Tuy có chút hoang mang, nhưng đọc được một số bình luận của nhiều người khác cho rằng đây chỉ đơn giản là bình gốm phù lãng, dùng để treo tường trồng cây, nên chàng trai vẫn quyết định giữ lại để trang trí hồ cá trong nhà. Cho đến vài ngày sau, những hiện tượng kỳ lạ trong nhà bắt đầu xảy ra. Cái cây mà anh trồng vào trong chậu, dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng, thế nhưng càng ngày lại càng héo úa, vàng bọt hẳn đi. Khi nhìn kỹ hoa văn trên cái chậu còn lại, chàng trai phát hiện nó khắc họa hình hai đứa bé đứng trên thuyền nhìn về hướng ngôi nhà, càng làm anh tin vào câu chuyện của cư dân mạng. Chưa hết, từ ngày mang cặp chậu này về, mấy con chó nhà cứ đến đêm là sủa không ngừng nghỉ, dù lúc ấy ngoài sân chẳng hề có ai, khiến anh chàng cảm thấy bất an và cuối cùng đi đến quyết định trả hai cái chậu kia về lại chỗ cũ. Tuy nhiên, ly kỳ hơn, sau khi được thả xuống nước, cái chậu không chìm mà trôi đến đúng nơi chàng trai đã nhặt, mới bất thình lình chìm sâu xuống dòng sông. Mặc dù nhiều người sau khi xem qua đoạn clip vẫn cho rằng đây chỉ là hai cái bình gốm phù lãng, thế nhưng là gì đi chăng nữa, có thờ, có thiên, có kiêng, ắt có lành. Ông bà xưa vẫn dạy không nên nhặt đồ bừa bãi ở chỗ các dòng sông, dễ gặp phải những thứ không được sạch sẽ hay dính dáng đến những chuyện tâm linh kỳ lạ. Một số lời cảnh báo khác được dân mạng để lại: đam mê thì có thể theo, nhưng cũng đừng liều mạng. Chậu mà đi một cặp còn được đặt ngay ngắn kiểu này thì chắc hẳn là có vấn đề rồi. Ông bà xưa dặn không được vớt gỗ hay bất cứ cái gì dưới sông lên dùng, tránh người âm theo. Nhặt về thì dễ, bỏ đi thì khó, có khi phải làm lễ, không là khổ cả đời về sau đó, không đùa được đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Ba Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Ba Phút, chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.